Thưa quý vị, để tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp phòng chống COVID-19 hiệu quả, sáng nay các địa phương đã đồng loạt triển khai kế hoạch 158 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về xét nghiệm sàng lọc diện rộng để tiếp tục phát hiện bóc tách các trường hợp mắc COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Triển khai xét nghiệm đợt 4 này, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn có 10 đội lấy mẫu xét nghiệm tổ chức theo hình thức cuốn chiếu tại 64 tổ dân phố trên địa bàn. Chỉ trong sáng nay, phường đã vượt chỉ tiêu lấy mẫu cả đợt với hơn 6.100 lượt người được lấy mẫu. Cũng có những cái trường hợp là nó rất cá biệt, là họ không muốn đi xét nghiệm. Nói dùng một cái từ có thể là họ trớ xét nghiệm, không muốn. Thì bên cạnh đó thì việc này thì đảm bảo cho 100% có cái hộ dân đều phải được đi xét nghiệm hết. Thì ban dân phường đã chỉ đạo cho công an phường, đó, cảnh sát khu vực, đồng chí đó trên cơ sở tổ trưởng tổ dân phố tới nhà gọi đi xét nghiệm. Nếu như trong điều kiện mà người già, người không thể đi được thì sẽ y tế sẽ tới. Còn đối với những người trả thuộc cái đối tượng mà đủ điều kiện để xét nghiệm nhưng mà không chịu đi thì công an cảnh sát khu vực sẽ tiến hành ở tại lành để xét nghiệm. Đấy bây giờ thì đến bây giờ thì hầu quý gần như 100% đều đi xét nghiệm và hiện nay không chưa có trường hợp nào là chống đối công tác xét nghiệm. Ngay sáng hôm nay, các địa phương đã đồng loạt triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng gồm 100% người dân trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, đại diện hộ gia đình và lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, nhất là đại diện hộ gia đình. Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo ngay tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Đợt thứ ba xét nghiệm thì chúng ta xác định rõ hơn về những cái vùng được gọi là vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh theo cái định hướng của ban chỉ đạo thành phố. Và mỗi một tương ứng mỗi một vùng thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược xét nghiệm nó tương thích với cái tần suất, với cái quy mô cũng như là cái mức độ đại diện. Ví dụ như ở các cái khu vùng đỏ thì chắc chắn là chúng ta phải xét nghiệm liên tục 3 ngày một lần toàn bộ người dân để chúng ta bóc F0 ra nhanh nhất. Ngoài Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng thì trong đợt này còn có 8 đơn vị khác tham gia xét nghiệm bằng kỹ thuật Real-time PCR để đảm bảo trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng. Qua đó, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng cũng như tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp phù hợp.